Beyond Love Ride, chuyến xe tình yêu dành cho các cặp đôi hoặc là những nhân vật, những câu chuyện đang được quan tâm nhưng chưa được chia sẻ trên sân khấu. Người ấy là ai? Tất cả sẽ được hỏi đáp trò chuyện trên chuyến xe này. Mời khán giả đón xem những điều bất ngờ và thú vị ở Beyond Love Ride nhé! Không biết mà nếu như thôi thì tụi mình tìm hiểu nhau hay là kiểu có một cái mối quan hệ gì đó thì không biết là mình có thể sắp xếp thời gian để gặp gỡ và hợp lý được không ta? Khoảng cách nó không phải là quan trọng, quan trọng là mình có lý do. Và lý do của anh là em, và lý do của anh là em. Thú vị. Sau đó thì kết thúc chương trình xong rồi mình ôm một cô bé rất là chặt, bởi vì khi mình chia sẻ câu chuyện của mình thì ở phía dưới mình thấy bé khóc. Vion Love Ride phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Đừng rời mắt.